Cửa hàng nông cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì trước mắt mọi người, đây là một lô 7 cây máy cưa xích. Gồm có Estin, Maru, Yanma, Echo, Sinawa, Makita và G320. Thì bên em bán thì sẽ có phụ tùng kèm theo đó, phụ tùng kèm theo mỗi máy mọi người mua nha. Thì trước tiên đó là một chai nhớt đó, một chai nhớt nhỏ ha đó. Và một cái buri xịn NGK đó, buri tốt nha đó. Và một cây dũa đó, dũa lớn dũa bé thì tùy theo mọi người mua cái cây máy xài xích lớn hay xích nhỏ thì em sẽ cho theo phù hợp nha. Một cái tiếp mở buri, một đầu 13 và một đầu 19, sử dụng trong ốc lam hoặc là mở buri. Còn đồ mở thì gồm có lục giác bông hoặc là lục giác 3 hoặc là lục giác 4, tùy theo máy mọi người mua. Nó có xài thông dụng loại ốc nào thì em sẽ cho kèm theo cái đồ mở của cái máy đó, để mọi người khi hỏng hóc hoặc là trục chặt vấn đề gì đó thì mọi người có thể mở ra để sửa chữa hoặc là xử lý nha mọi người. Thì cái đó là vấn đề nhẹ thôi, mọi người có đồ nghề thì mọi người mở ra mọi người xử lý đó. Thì bây giờ em sẽ vô cái vấn đề chính ngày hôm nay đó. Ngày hôm nay thì em sẽ có một cái con máy G320 Ryobi đó, đầu không thì cái cây máy này á là không có làm xích nha. Đó, không có làm xích. Máy bãi ha, còn khá là đẹp đó, đầu không. Mọi người về nghiên cứu ha, nổ hoặc là làm gì đó cũng được. Con này là Ryobi ES3235. Con này em bán là 950.000 đồng đầu không. Máy móc nổ ngon lành ha. Rất là đẹp nè. Mọi người nhìn cái mặt lốc trước nha. Đó, còn rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ nổ cái con máy Ryobi này cho mọi người cùng nghe nha. Rồi, bây giờ em sẽ nổ cái con máy Ryobi này nha mọi người. Rồi, giật đi. Máy nổ rất là ngon nha, cái bô rất là giòn ha. Giật nổ lại đó. Thì cái con này thì nó hơi nặng một tí nha, tại vì nó là đời trước á, nó nặng nhưng mà so với cái độ bền thì nó rất là bền nha đó. Nhớt nhau rồi nó cũng thông dụng, đồ của con này cũng dễ có nha, dễ xài lắm ha. Thì cái đầu không em bán là 950.000 đồng nha mọi người. Thì nếu mà mọi người muốn thêm lam xích vô thì bộ lam xích nữa là 300. Đó, lam dài 40 nha. Xích thì xích nghĩa địa, xích bãi nha, là 1.2 triệu. 1.250.000 chứ em xin lỗi. 1.250.000 là có cả lam xích. Đó, mọi người chỉ việc về xài thôi ha. Đó. Đây, đây là con Ryobi nha. Đó. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người cái con Maru. Đây. Cái con Maru này thì quá xuất sắc luôn ha. Hàng bãi. Rồi, con này thì Maru CSR 310 đó, Maru ha. Chế thì chế Winpro nha. Con này rất là mới. Con này mới tới 90% nha. Thông số kỹ thuật của con này đầu không là 4,7 kg. Con 3,3 kg đó. Con này 31 gần 31cc nha. Làm xích này, làm 40. Làm 40 có tăng chỉnh ở trên cái phần lam này luôn ha. Rất là tiện, lam còn chữ, rất là đẹp, Maru Yanma nha. Đây, mọi người thấy không? Lam còn chữ luôn nha. Máy con này thì sử dụng gia đình. Ok lắm nha mọi người. Con này có trợ lực nha. Có trợ lực nhưng mà trợ lực nó nhỏ thôi. Sử dụng một ốc xích lam ốc 13 ha. Mọi người nhìn cái quả bô này, rất là mới nha. Con này là có thắng xích nè. Thắng xích đầy đủ, e tự động nha. Bơm xăng phụ nè, đó đầy đủ chức năng luôn. Rồi bây giờ em sẽ test nổ cái con máy này nha.
trước tiên mọi người bật cái công tắc lên đó, và mọi người kéo e ra đó. Và một bóp ra thì e nó nhảy vô, tại vì con này là e tự động nhé. Rồi dừng đi. Đó, nó ho một tiếng rồi, bây giờ mọi người đẩy nhẹ e vô đó. Rồi dừng. Bô nổ rất là giòn nha. Con này rất là mới, sử dụng gia đình nha mọi người. Thì ai ưng ý con này thì con này em bán với giá là 1.850.000 đồng. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái con Echo. Echo, con này là KS350. Đó. Con này là 35cc. Đó, sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Con này là mã số series. Đây, mã số series là 003442. Đó, mắc in do Echo Curic. Con này là có bơm răng phụ, e tự động đó. Thắng xích hoạt động bình thường. Lam thì lam dài 40, lam dài 40 nha, xích chung chân 91. Con này không có trợ lực nha. Cũng còn khá là mới. Giá của con này là 2.400.000 đồng nha mọi người. Đó, thì bây giờ em sẽ test nổ cái con KS350 này luôn nha. Rồi, trước tiên mọi người kéo e ha. Đó. Rồi, giật. Rồi, máy nó ho một tiếng rồi mọi người đẩy e vô, lên ga. Hơi thiếu xăng, thì vô lấy tôi dính vậy. Con này nó đang bị thiếu xăng nha mọi người. Nếu mà nó thiếu xăng như vậy thì mọi người chỉ cần chỉnh chữ H ra nửa vòng hoặc là một vòng thì mọi người xài được nha. Để em chỉnh ra nha mọi người. Rồi, chỉnh cái chữ H ra một tí thôi nha mọi người. Rồi, em chỉnh ra là hơn nửa vòng một xíu nha. Rồi, ok rồi mọi người. Rồi, giật nổ lại. Rất là nhạy nổ nha. Rồi, con này thì 2.4 triệu. Đó, ai thích con này thì liên hệ cho em nha. Rồi. Tiếp theo là cái con Makita. Con Makita đời mới ha. Con này Makita ME3201. Đấy. Rất là đẹp nha. Để mở cái đèn lên cho sáng nha mọi người. Rồi. Con này thì 2.6 triệu. Con này có trợ lực. Bơm xăng phụ, con này đời mới luôn nha. Sử dụng lam 40 xích chung chân 91. Máy thì có thắng xích đầy đủ nha, thắng xích còn hoạt động. Phần ốp lam thì mình chỉnh vặn bằng tay luôn ha. Đó, chỉ cần cậy miếng này lên và đè vô là mình có thể vặn được con ốc nha mọi người. Đó. Lam thì rất là đẹp nha, lam còn nguyên chữ Makita rồi luôn nè. Máy này con này thì rất là ok nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test tiếng nổ của cái con máy Makita này cho mọi người cùng nghe. Máy nổ thì xuất sắc nha. Rồi, xuống là tắt nha mọi người. Rồi test nổ lại. Máy rất là nhạy nổ nha. Con này 2.6 triệu, giật nổ lại cái nè. Rồi ok, tiếp theo là cây Shinawa. Shinawa, con này là Shinawa 352. Máy móc thì rất là tốt. Rồi mọi người nhìn nè, rất là đẹp. Con này hai ốc xiết lam, vặn bằng khóa 13 nha. Đó. Con này có bơm xăng phụ, mặt lọc trước nha mọi người. Máy Nhật về mà máy bãi về rất là đẹp ha. Mã số series của con này là 513.0083, mắc in Japan. Con này thì zin chuẩn nguyên bản của Nhật.
của Nhật bãi luôn nha. Con này thì 2,9 triệu đó. Đặc biệt cái con này là lam Latin nè, lam Latin, xích thì xích chuột, lam Latin còn rất là mới nha mọi người, nhìn ha, lam Latin rất là mới nha. Rồi bây giờ em sẽ test tiếng nổ của cái con máy Sinowa 352 cho mọi người cùng coi nha, cùng nghe nha. Con này là nòng 40 ly nha, rất là mạnh mẽ, xài gia đình thì rất là ok. Rồi test nổ nha mọi người. Con này 2,9 triệu nha. Có lam Latin nè, cây lam Latin này rất là đắt tiền nha, mà xài rất là ngon. Rồi giật lại. Rồi ai thích cây này thì liên hệ cho em nha. Rồi tiếp theo là một cây Sinowa này là Sinowa 360. 360 thì con này nó rẻ hơn cái con 352, vì cái con 352 nó có lam Latin nha, thì con này là lam bánh xe, lam bánh xe thì nó rẻ hơn một ít nha. Thì hình thức của con này cũng rất là đẹp, cũng không thua kém gì cái con 352 cả nha mọi người. Đó. Con này thì xài một ốc, sử dụng bằng ốc 19 tiếp mở buri. Đó, em bán thì cho mọi người tiếp mở buri thì mọi người sử dụng được cả hai luôn, ốc xiết lam và ốc mở buri nha. Thì cây lam đây nè, mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đó, xích thì còn rất là dày luôn, xích này xích bãi nha. Xích bãi mà hầu như là chưa xài luôn, rất là đẹp. Cái phần mặt tiền thì khỏi phải suy nghĩ đó ha. Rất là đẹp nha, đỏ lè luôn. Cây này thì bao mới ha. Sinowa thì là một cái dòng máy nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Xài thì tiết kiệm xăng và rất là bền nha. Bóc nữa, bô nghe thì rất là giòn. Máy thì riêng nguyên bản. Thôi, bây giờ em sẽ test tiếng nổ của cái con máy Sinowa 360 này nha mọi người. Rồi, giật đi. Lên ga thì rất là lanh nha. Cái bình xăng con của cái máy Sinowa 360 này là lên ga là em thấy là nó lanh hơn cái con Sinowa 352 luôn mọi người. Quá ok ha. Rồi dừng lại. Ok, con này 2,7 triệu nha. Đẹp, hình thức thì đẹp xuất sắc luôn. Rất là đẹp nha. Rồi, con cuối cùng. Con cuối cùng là một con Estin. Estin này là Estin 230. 230, con này của Đức nha. Rồi. Make in Germany. Estin của Đức nha. Con này thì siêu phẩm rồi, rất là đẹp nha. Con này của Đức thì nó 230 thì cũng có dòng Estin của Estin mới chính hãng Brazil, Trung Quốc lắp ráp. Thì cái con này 203, sản xuất đời 203 thì đời cao nha, 230C. Thì hai ốc xiết lam này, lam 40 xích chung chân 91, lam nguyên rin luôn nha. Con này có bơm xăng phụ này, rất là đẹp, nòng 40 ly. Con này đi khai thác vừa vừa với trên một chiếc xe máy cày nhỏ nhỏ là ok nha. Rồi bây giờ em sẽ test tiếng nổ của cái con máy Estin 230, sản xuất tại Đức, máy nghi địa, máy bãi quá đẹp ha. Rồi thì thông thường thì những cái Estin thì mọi người khởi động nó đều giống như nhau, đa số thì như nhau. Các dòng Estin đời mới thì mọi người có thể là gài nấc cuối cùng, gài xuống cuối cùng là gài e, và nấc nhẹ lên là gài ga, và bóp ga là sử dụng bình thường, và nấc trên cùng là tắt. Đó, thì bây giờ em sẽ gạt e xuống cuối cùng, rồi em sẽ giật nổ cho mọi người. Đó, giật nó ho một tiếng rồi em sẽ nhấc nhẹ lên.
Con Estin này thì nổ cực kỳ đã luôn nha, rất là ok nha. Đó. Giá của con này là 3.500.000 đồng nha, rất là hợp lý ha. Con này thì tầm trung nhưng mà nó thì rất là mạnh mẽ nha. Đó. Giờ xin lỗi mọi người nha, thì em bận khách đó. Thì bây giờ em sẽ nói tiếp cái con Estin 230 này nha. Đó. Máy thì thắng xích đầy đủ, đó. Bơm xăng phụ có van xả áp nè. Giật thì mọi người muốn nhẹ thì đè van xả áp vô, thì giật rất là nhẹ nha. Đó. Con này thì bao mới luôn, rất là mới nha. Dòng Estin thì mọi người khỏi suy nghĩ luôn nha, rất là mới ha. Đây. Rồi, ai có nhu cầu sử dụng cái con Estin 230C này thì liên hệ cho em nha. Đó. Thì lô 7 cây máy cưa xích này thì ai ưng ý con nào, ưng ý con nào thì kết bạn qua Zalo số điện thoại 0344341710. Thì em sẽ gửi video chi tiết nữa, mảnh như mảnh số series hoặc là hình ảnh ở trong hoặc là bên trong bên ngoài đó, thì mọi người khi mọi người mua, mọi người về có thể là mọi người kiểm tra hàng nó đúng hàng y như hình ảnh video, đúng chất lượng là mọi người nhận hàng nhé. Thì hình thức đặt cọc bên em nó là qua hai hình thức, một là đặt cọc qua thẻ cào cạc điện thoại 200.000 đồng, là em sẽ không bao ship, còn chuyển khoản 500 thì em sẽ bao ship. Thì mọi người không cần phải lo phí ship nữa nha. Đó. Rồi, video em xin kết thúc tại đây. Thì mọi người xem video của em thì mọi người bỏ một chút thời gian đăng ký ủng hộ kênh em và nhấn chuông để nhận thông báo những video em ra sớm nhất, để mọi người có thể xem và tìm mua được cái con máy mà ưng ý nhất có thể. Thì bên em sẽ ráng kiếm thật nhiều máy đẹp để phục vụ cho mọi người nha. Rồi, video xin kết thúc tại đây nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.